trong những cái ngày mà dịch bệnh nó kéo dài như thế này, trong những cái ngày mà bản thân mình kiểu có rất là nhiều thời gian để nghĩ lại tất cả những thứ xung quanh, đâu đó trong mỗi một con người sẽ tự đặt ra câu hỏi ở trong cuộc đời, đó là nếu không làm nghề này thì sẽ làm nghề gì. Và thực sự là sẽ có rất nhiều câu trả lời, nhưng mà cái nghề nó đến với bản thân mình. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình luôn luôn nghĩ rằng là cái nghề nào đó đến với bản thân mình trong một cái thời điểm nào đó, nó là một cái cơ duyên, một cái cơ duyên mà không bao giờ có bất kỳ một cái gì thay thế được. Biết là bạn hợp với một cái ngành nghề gì đó, biết là bạn học một cái nghề gì đó, nhưng mà cuộc đời nó vẫn sẽ dẫn các bạn đến với những cái thứ mà các bạn sẽ không bao giờ lường trước được. Để mình kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện liên quan đến công việc của mình. Và cái câu chuyện nó tại sao mình lại làm kinh doanh mà không làm các cái ngành nghề khác. Thực ra thì năm 2009 mình bắt đầu đi học đại học. Bắt đầu đi học đại học và hồi đấy là học Học viện Báo chí và Tuyên truyền khoa truyền hình K29. Cái câu chuyện nó là hồi cấp 3 ấy, thì bản thân mình học rất là giỏi môn văn. Tất cả các cô giáo ở trường chuyên Engidon ở Điện Biên, nếu mà các cô giáo còn nhớ mình thì chắc chắn là cô giáo sẽ ấn tượng với mình mỗi một thứ. Đấy là mình học rất là giỏi môn văn. Ngày xưa mình là cái thằng một trong ba thằng học sinh lớp chuyên văn của trường Engidon. Lúc đấy mình cảm giác là mình thực sự là rất là nhiều cái khoảng thời gian mà mình nghĩ rằng là tại sao mà mình không chuyển sang lớp đại trà để không phải học cái lớp chuyên văn nữa, bởi vì là cái ánh mắt của rất là nhiều bạn xung quanh, những cái bạn lớp khác và những cái bạn kiểu ở lớp dưới nhìn mình giống như kiểu mình là một cái gì đấy rất là dị biệt. Và ngày trước thì lớp của mình kể cho các bạn nghe là lớp của mình có 5 thằng, xong về sau lại 2 thằng nó không trụ được nữa, kiểu bị tâm lý quá, thế là nó đã chuyển qua học lớp đại trà, và còn 3 thằng trụ lại này. Về sau đến năm lớp 12 thì mình nhớ là còn trụ lại một mình ở trong cái lớp đấy cùng một thằng nữa, tên là thằng Hậu, nhưng mà thằng đấy nó chuyển ở giữa kỳ 2 năm cuối cùng đó, thì về sau cuối cùng vẫn chốt lại là còn một mình. Đợt đấy thì mình cũng rất là thích chuyển, mình cũng không thích bị ai kiểu dè bỉu các kiểu, nhưng mà cái tình yêu với cả môn học của mình nó lớn quá nên là mình quyết định là mình sẽ trụ và ở lại. Thời điểm đấy cũng là cái thời điểm mà bố mình vừa mất, và bản thân đã phải trải qua rất nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái câu chuyện mà nói như này nó đau khổ ấy, kiểu vậy, kiểu bắt đầu hiểu được sự cô đơn, bắt đầu hiểu được cái việc phải ở một mình, bắt đầu hiểu được cái việc là phải chiến đấu với cuộc đời theo kiểu miếng cơm manh áo luôn, thì bắt đầu hiểu ra được rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm để học đại học. 2009 mình bắt đầu học đại học, thì đợt đấy bởi vì mình học giỏi môn văn, thế nên là cái câu chuyện nó là mình thi vào Học viện Báo chí. Học viện Báo chí là một trong số những ngôi trường mà mình nghĩ rất là nhiều người ước mơ có thể vào đấy được. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu đi kiến tập. Năm thứ 3 là bắt đầu đi kiến tập. Hồi đấy là được làm việc ở trong một số cái tờ báo điện tử. Và từ hồi đấy là mình bắt đầu nhận ra là mình không thích cái đấy. Nó là một cái rất là khó để quyết định, bởi vì là thời điểm đấy cái sở thích của mình nó có thể là lúc đấy nó còn đang sai, chứ nó không chỉ đơn giản là nó đúng. Thì mình đã quyết định nghỉ. Và lý do để mình nghỉ đó là mình không đủ tiền để đi học. Đấy là lý do chính. Nhưng mà một phần cũng bởi vì mình chán. Nếu mà mình thích thì mình sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được cái thứ mà mình thích. Nhưng mà bởi vì vừa chán mà vừa không có tiền, mình bỏ. Và về sau thì mình thấy có một vài người ở trong xóm của mình, giờ đấy là xóm trọ ở ngõ 1020 mấy Chùa Láng, thì đường Láng, cái đường đấy là đường đâm vào Chùa Láng, thì
mình bắt đầu kiểu gặp một vài người và người ta đánh lô đánh đề, mình cảm thấy là dễ ăn. Mình đánh 3 lần đầu tiên, cả 3 lần đều trúng. Có tiền để mua quần áo nhá, có tiền để ăn uống, có tiền để làm nhiều thứ mà mình chưa bao giờ được làm, bởi vì đã bao giờ có tiền đâu. Sau đấy thì kiểu lâm vào một cái hoàn cảnh, anh em biết rồi, đánh lô thì càng đánh thì càng xịt, và về sau nợ chồng nợ chất và phải bỏ học. Cái cơ duyên nó dẫn đến cái việc là về sau tại sao mình lại trở thành một giáo viên Patin ấy. Thì đợt đấy là chị mình là người cứu mình, cứu mình ra khỏi cái vũng lầy này. Nhưng mà bản thân mình thì vẫn là một thằng cực kỳ ham chơi và ham cả tiền. Chính vì thế nên là lại nợ tiếp. Mới cả là cái khoản nợ nó cứ 5 triệu ấy. Mọi người cứ thử tính đơn giản nhé. Là ví dụ như mình nợ 30 triệu, nhưng mà ví dụ chị mình giúp mình 5 triệu đi, thì tức là mình vẫn còn nợ 25 triệu. Và quay vào vòng về sau lại nợ y hệt như cũ. Và đấy là một cái việc mà mình nghĩ rằng là nếu giả sử mình có em của mình hoặc là có con của mình thì mình sẽ dạy cho nó biết cái cách để rời ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy. Đó là bớt đi cái lòng tham của con người. Các bạn biết đánh trúng thì chúng ta kiểu mua được nhiều thứ ấy, và mình thèm khát cái cảm giác đó. Và về sau nợ rất là nhiều. Sau đấy là trong một cái buổi chiều mà mình đi ra ngoài đường, và mình gặp Tuấn Anh. Nó là một ân nhân trong cuộc đời của mình. Thì mình gặp thằng em mình thì nó đang trượt ba ti mà nó dạy học sinh, mình thấy nó thu cả tiền. Hôm đấy là một hôm mình rất là chán và mình ra chỗ cạnh nhà mình để mình ngồi. Thì thằng em mình nó đang dạy ba ti, xong mình bảo với nó là anh chơi thử được không? Và nó giúp mình chơi thử, nó giúp mình mua được đôi giày patin đầu tiên mà nó giúp mình đi dạy được học sinh. Và cái khoảng thời gian đấy cũng là một trong số những khoảng thời gian rất hoàng kim cho cuộc đời mình, bởi vì là đấy là phục vụ cho khu người giàu và kiếm được rất là nhiều tiền từ cái đấy. Cái team của mình ngày xưa thì anh em kiểu chơi bời kiểu lêu lỏng, nói thẳng là chơi bời lêu lỏng, suốt ngày đi dạy patin chả làm cái gì cả. Lúc đấy mình hình dung và mơ hồ về đồng tiền đến mức độ mà mình nghĩ rằng đồng tiền cực kỳ dễ kiếm. Cái năm 2013 là mình đã mua iPhone 4 rồi. Và cái thời điểm đấy thì có iPhone 4 chỉ có các doanh nhân thôi. 2013, 2014 gì đó. Mình không nhớ, nhưng mà nó mới ra cái là mình mua luôn. Bởi vì mình gom góp được rất nhiều tiền từ việc đi dạy học sinh lẫn việc bán giày patin. Và nhóm mình tan đã vì tiền. Anh em đi chơi bời các thứ với nhau, anh em đi ăn uống với nhau thì không sao, nhưng mà đến lúc kinh tế khó khăn thì mọi chuyện nó vỡ nở, nó đổ bể và cái nhóm mới tan rã. Thì mình mất đi cái kế sinh nhai và tiếp tục lại là một job khác. Mình trở về cái Hà Đông, trở về cái nơi mà mình, cái ngõ mà mình đang ở. Và lý do tại sao mà đến tận thời điểm bây giờ mình vẫn chưa chuyển cái ngõ của mình là bởi vì đơn giản nó gắn liền với mình rất nhiều kỷ niệm, và nó gắn liền với mình rất nhiều cái năm tháng thăng trầm. Mình nhớ là cái thời ở cái cầu Biêu này thì mình nhớ là kiểu mình ở trong một cái phòng trọ khoảng chắc là được 15 mét vuông, nhưng mà mình vẫn thích nuôi chó Tây luôn đấy, kiểu oai. Thì ở đây có mua một con chó to lùng luôn, nhưng mà nó không có chỗ ở, không có điều hòa. Và thêm một bài học nữa, đó là gánh trên vai những thứ mà mình không thể gánh được là tự sát. Vừa khổ vì con chó, vừa khổ vì cái nhà bé tí, vừa khổ vì không có điều hòa. Phục vụ cái mục đích cá nhân của bản thân mình thì nó chỉ sướng mỗi lúc đấy, chứ còn về sau thì mình sẽ phải trả giá về những cái đấy nếu như mình không gánh được. Và tiếp tục thời điểm đấy là mình bắt đầu kinh doanh rất rất nhiều thứ. Mình có đi làm thuê một vài khoảng thời gian, hơn một năm trời mà mình làm việc cho Mạng Xanh này, làm việc cho Big My English Central, làm việc cho một số chỗ nữa mình không tiện nhắc tên. Thì mình cũng đi làm thuê, nhưng mà mình nhận ra được rằng là mình là một người không thể làm việc theo khuôn khổ được. Tính mình nó giống như một con ngựa hoang, mình thích sự tự do. Thế nên là cái tên b-boy của mình nó mới là C-Free.
C là cường, free là từ viết tắt của freedom, tự do. Để giải thích cho những ai mà giải thích cho những ai mà kiểu muốn mình định nghĩa về cái tên b-boy của mình, thì cái câu chuyện đó là mình kinh doanh rất là nhiều thứ và mình nhận ra đúng cái ngành nghề mà mình thích đều. Bởi vì kinh doanh nó cho mình ba thứ. Thứ nhất là sự tự do. Sự tự do là một thứ mà không có bất kỳ một đồng tiền nào kiếm được. Và khi mà dịch bệnh như này, các bạn sẽ cảm nhận rất rõ về điều đó. Các bạn bị khóa sau một cái song sắt ở trong một cái con ngõ mà các bạn chỉ được đi qua đi lại trong vòng 5 đến 10 mét vuông. Các bạn sẽ hiểu được cái việc tự do nó như thế nào. Chúng ta mới chỉ không tự do trong vòng 2 tháng thôi mà chúng ta đã kêu ầm trời, kêu ầm đất lên đó. Thế nên là đừng bao giờ làm gì vi phạm pháp luật để mà chúng ta phải ngồi ở trong đó đến tận 10 năm. Nó còn kinh khủng hơn như này rất nhiều. Quay trở lại với câu chuyện là mình kinh doanh rất nhiều thứ mà mình cảm thấy là nó cho mình sự tự do là một, cho mình cái khả năng chủ động tài chính là hai, và cho mình những trải nghiệm là ba. Có rất là nhiều người làm kinh doanh thì họ kêu rằng là kinh doanh khổ, kinh doanh mệt. Nỗi đau thì nó cũng là thứ đáng để tận hưởng. Bản thân mình thì mình tận hưởng tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống của mình, hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng, đớn đau và cả những nỗi buồn đó. Hãy cố gắng tập tận hưởng tất cả những điều đó để cho bạn có thể làm quen với điều đó. Kinh doanh nó mang lại cho bạn rất nhiều sự vất vả, mệt nhọc. Nhưng nếu các bạn coi nó là một trải nghiệm nó cần phải có ở trong cuộc đời của một thằng làm kinh doanh, thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn sẽ chấp nhận nó với một kiểu khác và các bạn sẽ đối diện với nó cũng theo một kiểu khác. Cái câu chuyện của mình nó là mình kinh doanh quần Tiki. Quần Tiki thì đợt đấy mình bán hình như là được gần 2.000 cái, 1.283 cái trong đợt đầu tiên và 600 cái trong đợt thứ hai. Gần 2.000 cái quần Tiki. Đấy là lô hàng đầu tiên mà mình thành công. Mà mình nói thật với các bạn là mình không có bất kỳ một đồng vốn nào cả. Mình mượn. Lúc đấy là mình phải mượn xe của thằng bạn mình. Và rất cảm ơn mày vì lúc đấy mày đã tin tao. Mình mượn xe của thằng bạn mình, sau đấy là mình bảo là cho tao mượn trong vòng 3 tháng. Xong mình mang cái xe đấy đi cắm. Lấy cái xe đi cắm đấy, lấy cái tiền đi cắm đấy để làm kinh doanh. Và trong vòng 3 tháng thì mình hoàn được cả gốc và mình có trả thêm cho nó 3 triệu. Tiền gọi như là tiền cảm ơn. Mặc dù là bạn bè nhưng mà chúng ta cần phải rõ ràng những cái câu chuyện này. Ai giúp mình thì mình phải nhớ. Thì đấy, sau đấy, đấy là lô đầu tiên. Mà mình nhớ là đợt đấy mình cầm ở trong tay được mười mấy triệu. Nó to cực kỳ luôn. Ngày xưa lúc mà mình đi dạy party nhá, thì cái 15 triệu đấy nó thực sự là nó không to giống như cái cách 15 triệu mình kiếm. Mình kiếm được bằng mồ hôi, bằng nước mắt của mình, bằng những cái đêm mà mình ngồi mình gấp từng cái quần Dicky, là từng cái vạt quần. Nhắc lại mình nhớ hơi xúc động tí. Thì nó to hơn rất nhiều cái khoản tiền ngày xưa mình kiếm. Mặc dù là mệnh giá nó bằng nhau, mà thậm chí là tiền của ngày xưa nó còn làm được nhiều việc hơn tiền của bây giờ. Nhưng mà mình quý nó đồng tiền đấy cực kỳ luôn. Và sau đấy thì chuyển qua buôn, đấy như mọi người biết là mình buôn giày dép, quần áo hai hen. Mình nhờ cả người yêu mình vào trong Sài Gòn lấy cho mình từng cái đôi giày hai hen một để ra Hà Nội bán. Và sau đấy một khoảng thời gian thì mình quyết định mình không bán giày hai hen. Bởi vì giày hai hen nó sửa chữa rất là nhiều, nó repaint rất là nhiều. Mình không muốn phục vụ khách hàng bởi những cái mặt hàng như vậy. Và sau đấy là mình chuyển sang làm một cái ngành khác. Đấy là buôn giày replica, buôn giày siêu cấp và buôn những đôi giày tốt nhất. Dẫu vẫn biết rằng là tất cả những cái công việc đấy nó gần giống như kiểu tiếp tay cho việc buôn lậu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở trong cái thế giới của cái bọn bán giày fake, ít người có thể nắm được những cái con giày mà đạt tiêu chuẩn và bán theo đúng cái con giày tiêu chuẩn. Bởi vì mọi người đều bán nó bằng cái việc đấy là cạnh tranh nhau về giá. Còn rất ít người nghĩ đến cái việc cạnh tranh nhau về chất lượng. Mình cố gắng làm tốt nhất có thể cho từng đôi một. Tức là mỗi một đôi về thì đôi đấy phải đảm bảo chất lượng, nó phải đúng hàng. Không thể là một trong báo ad fake lên. Mà mình nghĩ là mình giữ được một chút cái chữ tâm này không ạ? Hơn là cái việc là gọi là
tiếp tay cho bọn buôn lậu. Và sau đấy thì mình có thêm một khoản tiền nữa. Và cái khoản tiền đấy thì mình đầu tư làm YouTube này, đầu tư làm, nói chung là làm rất là nhiều việc, bởi vì mình cũng có góp tiền với một vài người để làm cái này làm cái kia. Thì mình cứ cố gắng là gia tăng cái nguồn thu nhập đấy, thì về sau khi mà dịch bệnh nó xảy ra ấy. Ngày xưa thì mình không để ý đến những cái nguồn thu nhập thụ động đâu, nhưng mà về sau khi mà dịch bệnh xảy ra, và nhất là cái thời điểm như bây giờ, thì mình cảm thấy những đồng tiền đấy thực sự nó xứng đáng. Nó xứng đáng để đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được nguồn thu nhập thụ động thật. Bởi vì trong những cái giai đoạn như thế này, thì mình mới hiểu được là nó quan trọng như thế nào. Thế nên nếu mà còn trẻ thì các bạn hãy cứ cố gắng, hãy nỗ lực, hãy đổ máu. Các bạn làm đéo cái gì, giống như mình ngày xưa ấy. Mình ngày xưa mà bị chửi là mày chả có đéo gì, mình hay bị bực mình hay bị bật lại các kiểu. Nhưng đến thời điểm bây giờ mày đéo có cái gì, ok tôi không có gì, đấy là sự thật. Và nhìn thẳng vào cái việc đấy, mình không có gì thì mình cũng chả có gì để mất. Hãy máu lửa lên, hãy chiến lên và hãy học hỏi thật nhiều lên. Lúa càng chín thì càng cúi đầu, và người càng trưởng thành thì càng khiêm nhường. Đó là cái câu chuyện về tất cả những cái việc mà mình đang làm, mình đã làm, và mình chia sẻ ở góc nhìn của một người làm vlog. Còn một cái việc nữa, đó là trở thành một dancer, một người đi nhảy. Mình vẫn đi nhảy tính đến giờ là mười mấy năm rồi, 11 năm rồi. Và có rất nhiều người hỏi mình về cái câu chuyện là đam mê đó là cái gì. Thì cái câu trả lời của mình nó chỉ đơn giản này thôi. Đam mê nó chỉ đơn giản là sở thích không thể bỏ được. Khi mà bạn có một sở thích gì đấy mà bạn không thể bỏ được, mặc dù bạn độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, bạn xuất xứ như thế nào, thì đấy là đam mê của bạn, và nó sẽ đi với bạn cả cuộc đời. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã đến với Cường Kiên Thân Vlog. Và nếu mà nói về nhiều nghề ấy, thì có khi mình làm danh hài cũng được. Tí mình sẽ gửi cái clip cho các bạn xem ở đoạn cuối clip này, xem là danh hài nó sẽ như thế nào. Sao kê nè, tích 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 tóc nè, sao kê nè, 14 tỷ 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 nè. Ơi, alo. Alo Khả. Hả? Ít mẹ mày bật cái nhạc bé bé thôi. Sao thế ạ? Sao cái đéo gì mà sao? Dạ vâng. Thế thôi anh để em phát tiếng vui vẻ anh nhá. Sau 11-12 giờ thì tắt cái nhạc ấy nhá, để hàng xóm láng giềng người ta còn ngủ ý. Thôi anh em mình vui vẻ nhá anh nhá, thôi nhá anh nhá.